Tính đến ngày 28 tháng 1, tức 26 tháng Chạp, doanh thu từ cây mai Tết ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đạt trên 150 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nếu ngày 23 tháng 1 doanh thu các làng mai Tết trên địa bàn thị xã An Nhơn là 112 tỷ đồng, thì đến ngày 28 tháng 1, tức 26 tháng Chạp, đã đạt trên 150 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Riêng năm làng mai ở xã Nhơn An đạt doanh thu nhiều nhất với trên 60 tỷ đồng, xã Nhơn Phong doanh thu 46 tỷ đồng. Thuận lợi trong việc tiêu thụ mai Tết năm nay là chính quyền các địa phương tạo mặt bằng, sửa sang đường rộng rãi nên các xe vận tải, xe container đến tận nơi để vận chuyển mai đi khắp cả nước. Thị xã An Nhơn được coi là thủ phủ của nghề trồng mai cảnh ở miền Trung, có hàng ngàn hộ dân trồng mai trên diện tích 145 hectare, với khoảng 2 triệu chậu mai các loại tập trung chủ yếu ở xã Nhơn An và Nhơn Phong.